các bạn, hôm nay mình sẽ thưởng thức khanh long cốc nhãn nho nè, xài nè, mận và chuối nè các bạn. Đây là trái nhãn nè các bạn. Cơm nó rất là dày luôn. Có cái hộp à. Đây là chùm nho. Đây là trái cóc các bạn. Chua quá chua. Mà nó hơi ngọt ngọt. Mình ăn đồ chua này là mấy bà bầu thèm mà nhỏ dãi luôn. Quá cay. Còn đây là trái xài các bạn, giống rồi. Gần chín rồi, thường thường rồi. Mình chấm gì muối ớt. Xài mà chín cây mà thường thường vậy nè các bạn, ăn rất là ngon, nhất là những người còn có răng á, chua chua ngọt ngọt. Đây là trái thanh long. Các bạn thấy cái thịt nó không?